Duy và Minh Vương. Minh Vương đang là chân sút tốt nhất của Hoàng Anh Gia Lai với 10 pha lập công. Và anh cũng là một chuyên gia sút phạt của Hoàng Anh Gia Lai. Một cơ hội để Hoàng Anh Gia Lai có thể mở tỷ số trên sân vận động Thống Nhất. Một cự ly sút phạt rất thích hợp. Minh Vương không được, bóng đi đúng cột dọc. Rất tiếc cho Minh Vương của Hoàng Anh Gia Lai khi họ không có được bàn thắng mở tỷ số trên sân Thống Nhất. Một pha sút phạt kỹ thuật của Minh Vương, bóng đi không quá nhanh nhưng rất hiểm. May mắn vẫn không mỉm cười với Minh Vương.